Tổng thống Mỹ khẳng định, nước này vẫn sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc, nhưng sẽ quản lý quá trình này một cách có trách nhiệm để không dẫn đến xung đột. Phát biểu sau cuộc hội đàm kéo dài 4 tiếng, bên lề hội nghị cấp cao APEC tại San Francisco, với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Biden đánh giá, đây cuộc gặp mang tính chất xây dựng và hiệu quả nhất cho tới nay giữa hai nhà lãnh đạo. Trung Quốc và Mỹ đang ở trong mối quan hệ cạnh tranh, ông Biden nói trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 11, giờ địa phương. Nhưng trách nhiệm của tôi là khiến nó trở nên hợp lý và được quản lý theo cách để không dẫn đến xung đột. Ông Biden cho rằng một kết quả từ cuộc gặp là việc Mỹ-Trung khôi phục đối thoại quân sự. Trực tiếp, chúng tôi đã nối lại liên lạc trực tiếp, cởi mở và rõ ràng, ông Biden nói. Những tính toán sai lầm mấu chốt của hai bên có thể gây ra rắc rối thực sự với một quốc gia như Trung Quốc hoặc bất kỳ cường quốc nào khác. Và vì vậy tôi nghĩ là ta cũng đang đạt tiến bộ thực sự ở phương diện này. Trung Quốc đã cắt liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước trong khuôn khổ loạt hành động nhằm phản ứng trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khi ấy là Nancy Pelosi vào hồi tháng 8 năm 2022. Về Đài Loan, ông Biden nói mình đã nhắc lại chính sách một Trung Quốc của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington kỳ vọng Trung Quốc không can thiệp vào quá trình bầu cử sắp tới vào tháng 1 năm 2024 của hòn đảo Đài Loan. Trước đó, trong cuộc gặp trực tiếp, ông Tập đã yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho đảo Đài Loan, tuân thủ cam kết không ủng hộ Đài Loan độc lập và ủng hộ sự thống nhất trong hòa bình của Trung Quốc theo Xinhua. Trong cuộc họp báo, ông Biden cũng khẳng định mình đã tỏ lập trường phản đối điều mà ông gọi là các biện pháp phi thị trường của Bắc Kinh cũng như bất lợi của các doanh nghiệp Mỹ khi kinh doanh tại Trung Quốc. Hai bên đã đồng ý đối thoại về tác động của trí tuệ nhân tạo, đồng thời trao đổi về xung đột tại Ukraine và dải Gaza. Tin tưởng và xác minh, một kết quả khác từ cuộc hội đàm được ông Biden nhấn mạnh là về phương diện hợp tác chống fentanyl. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, theo thỏa thuận đã đạt được, phía Trung Quốc sẽ trực tiếp chấn áp các công ty hóa chất sản xuất tiền chất có thể điều chế fentanyl, loại thuốc đứng đằng sau khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện tại Mỹ trong nhiều năm qua. Quan chức này cho biết Mỹ sẽ theo dõi sát sao việc Trung Quốc thực hiện các cam kết này. Trước đó, phía Mỹ cho rằng phần lớn số fentanyl vào Mỹ tới từ các băng đảng tội phạm Mexico và được điều chế bằng tiền chất từ Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận thông tin cho rằng đất nước họ đóng vai trò then chốt, đồng thời đổ lỗi cho Mỹ nuôi dưỡng văn hóa sử dụng ma túy. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn nhấn mạnh châm ngôn, tin tưởng và xác minh sau khi ông được hỏi liệu có tin cậy Chủ tịch Tập Cận Bình về cam kết giảm tiền chất fentanyl từ Trung Quốc hay không. Người ta có câu tin tưởng và xác minh, đó là lập trường của tôi, ông Biden nói. Lãnh đạo Mỹ-Trung nói gì trong cuộc gặp thượng đỉnh? Washington và Bắc Kinh sẽ khôi phục các kênh liên lạc giữa quân đội, theo Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu vực vịnh San Francisco. Chúng tôi quay trở lại với việc liên lạc trực tiếp, cởi mở, rõ ràng, ông Biden nói và nói thêm rằng các việc liên hệ sẽ giúp tránh tai nạn và hiểu lầm trong thời kỳ quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân. Theo tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc, các cuộc liên hệ giữa hai quân đội dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng sẽ bao gồm các cuộc họp làm việc giữa các bộ quốc phòng và cơ chế tham vấn an ninh hàng hải song phương. Tổng thống Joe Biden nói rằng hai nước nên cố gắng đảm bảo mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc không đi vào xung đột và quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, đồng thời cho biết ông và Tổng thống Joe Biden gánh vác trách nhiệm nặng nề đối với hai dân tộc, đối với thế giới và đối với lịch sử. Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên trong một năm giữa lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực tìm cách ổn định sự cạnh tranh chiến lược. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Mỹ kể từ tháng 4 năm 2017. Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau lần gần nhất vào tháng 11 năm ngoái bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Bali, Indonesia. Hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ hai trên thế giới, vẫn rất quan trọng cho sự tiến bộ trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, cả hai bên đều có những bất đồng về các vấn đề như công nghệ và chính trị toàn cầu. Hai bên cũng có quan điểm khác nhau về các vấn đề ở Trung Đông, nơi Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Mỹ phủ quyết các lời kêu gọi ngừng bắn và bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel. Mỹ và Trung Quốc cũng xung đột về vấn đề công nghệ và thương mại, trong đó Mỹ đưa ra các biện pháp mới
nhằm gây khó khăn cho ngành công nghiệp vi mạch của Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.